Buổi sáng tôi ăn sáng xong thì tự nhiên ọc ra máu đầy cái gà luôn, đã cổ họng nó đã ban trành rồi. Là sao? Là có nghĩa là trong cổ họng của con chị là bây giờ là nát ban trành rồi hả? Bác sĩ nói vậy. Cái phần trên nó giống như là cái phần trên mà mình khi mình nuốt vô là nó có cái chỗ mà cản lại đúng rồi. Nhưng bây giờ cái khúc đó này là mất một nửa. Được không được đó, đem về đi. Tại vì á, gia đình mình nghèo lắm, không có tiền mà lỡ như có chuyện gì á, ở ngoài đó là hai mẹ con không có tiền mà chở nó về. Cái ý là ông như vậy. Ý là muốn đưa về nhà có gì mất ở nhà đúng không? Đúng rồi, là không có cho mất ở ngoài xứ người như vậy. Bản thân chị cố gắng, chị suy nghĩ là chị sẽ cố gắng. Nhiều khi nghe thấy bà chị nói vậy, chị la luôn, chị nói ba không được nói như vậy. Dù gì nó cũng là cháu ngoại của ba. Em nhỏ cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của cháu Đạt. Cháu Đạt mà mọi người còn nhớ không? Có cái chân rất là to, chân ngay chỗ đầu gối á, rất là to. Đó thì cái lúc mà bác sĩ nói đoạn á, thì gia đình không đoạn. Cái lúc mà gia đình đoạn rồi á, thì đoạn không được nữa. Tại vì nó đã di căn. Nó là cái điều gia đình, do gia đình quyết định thôi. Em nhỏ xin được chào quý cô chú anh chị thân mến. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại bệnh viện ung bướu của chú anh chị. Nói chung là hai cái trường hợp mà em nhỏ sẽ chia sẻ ngày hôm nay á, có một trường hợp á là thật sự rất là yếu của chú anh chị, tội lắm. Mình mới thăm đây cách đây có mấy ngày à, bây giờ tiến triển nó yếu hơn. Cái thứ nhất ở đây là em nhỏ thấy những đứa nhỏ tuổi đời còn khá trẻ, 15, 16 tuổi à, hai bạn đều xem nhau đó, nhưng mà không có như bạn bè đồng trang lứa là đi học, mà là bây giờ mỗi ngày á, là hai bạn này á, đều phải tiếp xúc với kim tiêm này, thuốc này, để mà chữa căn bệnh ung thư. Và ngày hôm nay em nhỏ xin mời cô chú anh chị cùng khán giả gặp lại hai mẹ con người đồng bào, đó là chị Quách và Siêu Kahan, đúng không chị ha? Đây là hai mẹ con. Đó, bây giờ là tình trạng của Siêu Kahan là thấy tệ hơn đó nha, đúng không chị ha? Bây giờ là nãy giờ là cứ ho và khóc kêu mẹ không à? Nói chung khi mà tiếp xúc cô chú anh chị những bệnh nhân ở đây á, nếu mình thấy trực tiếp thì sẽ thương lắm. Như chú Trí mà gần đây có đi với em nhỏ, vô gặp những bệnh nhân là chịu không nổi vì thấy tội quá, còn nhỏ mà quá trời bệnh, thấy tội lắm. Mà chi phí của ba mẹ thì không có đủ, cho nên là rất là cực. Thôi đầu tiên thì để em nhỏ xin chúc tất cả các mạnh thường quân, quý khán giả một ngày thật là vui vẻ, có nhiều sức khỏe nha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị luôn đồng hành với các bệnh nhân. Ngày hôm nay gặp lại chị Quách nè. Sao em rất là thắc mắc nha. Con chị nặng như vậy mà sao không đi kêu cứu bác sĩ đi? Bác sĩ nói là cái căn bệnh này muốn điều trị thì phải điều trị từ từ. Tại vì con chị là nó vừa mắc bệnh thiếu máu đường hồng cầu nữa. Thiếu máu đường hồng cầu nữa. Đúng rồi. Là gì nữa? Thì cho nên là cái này thì còn phải có thời gian, cho nên giữa với lại thì bữa giờ nó bị xuất huyết ra máu. Cái sáng hôm qua thì tự nhiên đang ngồi sáng, tôi ăn sáng xong thì tự nhiên ọc ra máu đầy cái gà luôn. Ọc ra máu nữa? Ọc ra máu cục mà cái gà nó tươi. Rồi bây giờ em nói chị Quách nè, cái lúc mà lần đầu tiên em gặp mẹ con chị á, là chị nói là Siêu Kahan á là bị ung thư vòm hầu đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ cái ung thư đó nó đã tiến triển chưa, và chị đã đi làm những cái thủ tục sau khi em gửi tiền cho chị chưa? Nói chung là cái số tiền em đưa cho chị á, thì chị cũng đã đi đóng, giống như là đóng phí, đóng tạm ứng. Đúng rồi, đóng tạm ứng cho bé. Rồi bác sĩ làm gì cho con chị rồi? Thì bác sĩ cũng đi chụp X quang cho bé. X quang. Hôm qua thì đi làm chụp MRI. Chụp MRI. Với lại đi siêu âm, còn hai cái nữa thì đo nhịp tim, với lại đi
cái xét nghiệm, với một cái nữa là làm gì á, ở dưới tầng 3 mà bác nói đáng nhẽ là hôm qua đi, nhưng mà chị nói là hôm qua là bé nó bị hóa ra máu, là chị thấy nó mệt cho nên là chị chỉ có đi làm hai cái trước, còn ngày mai chị mới đi làm hai cái kia cho xong. Vậy hả? Tại thấy hôm qua nó đừ quá, nó đâu có ăn uống gì đâu. Chị cố gắng cũng khuyên bảo bé là ăn để có sức để chiến đấu với bệnh, không ăn là không có sức. Thì kiểu là nó đau, nó không nuốt được. Thì đợt trước á, bác sĩ có nói với chị là tư vấn cái bệnh của bé, tại vì giờ là cổ họng nó đã ban trành rồi. Là sao? Là có nghĩa là trong cổ họng của con chị là bây giờ là nát rồi, ban trành rồi hả? Bác sĩ nói vậy. Cái phần trên nó giống như là cái phần trên mà mình khi mình nuốt vô là nó có cái chỗ mà cạn lại, đúng rồi. Nhưng bây giờ cái khúc đó là mất một nửa, mất là nó bể ra đúng không, nó vỡ ra, đúng rồi. Là đó, cô chú anh chị thấy chị miêu tả là cũng đủ biết được á, là rất là nặng. Thay vì bình thường người ta ung thư là có khối u đúng không, xong nó bắt đầu là vô thuốc cho nó xẹp đó, đúng rồi, phẫu thuật. Nhưng mà đối với siêu A Khan này mới 15 tuổi á, là bây giờ khối u ở trong này nè vỡ trong nó ra luôn. Và hiện tại nha, siêu A Khan rất là yếu, em nhỏ xin nhấn mạnh là rất là yếu đó, mà mê man này. Để chị nằm ngồi xích qua đây một chút xíu thôi nè, đó rồi đó, như cô chú anh chị thấy không, da là coi như là tái rồi đó, đó. Với lại là mặt là không biết gì luôn rồi. Bây giờ có hay nói lảm nhảm với chị không? Có, nhiều khi nói mà chị bực bội cho nó, con nói gì mẹ chả hiểu như trơn luôn vậy đó. Bây giờ là thở oxy là phải liên tục. Đúng rồi, bác sĩ nói là gỡ ra chỉ những lúc mà cho nó ăn hoặc đi vệ sinh thôi. Còn ngoài ra thì không nên cho bé thở oxy ra nhiều, tại vì bé mệt mà nó suy vậy đó, cho nên là không được tháo. Vậy ha. Để em nói với chị như thế này nha. Nói chị ngồi xịt lên đây chứ cũng được này, không sao đâu. Bây giờ để em nói cho cô chú anh chị mà lần đầu xem clip để dễ hiểu này. Chị Quách này là có ba người con, nhưng mà chồng là đã bỏ đi, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ chị vẫn chưa lập gia đình hả? Chị có lập gia đình chồng bây giờ rồi, nhưng mà hoàn cảnh chồng chị bây giờ cũng không có điều kiện. Có con chồng không? Có đứa con gái. Đó rồi bắt đầu là con của chị là siêu A Khan này nè, ở quê với bà ngoại. Dạ đúng rồi, đỡ không? Đau trong người rồi xuống thăm chị ở Bình Dương, chị làm công nhân ở Bình Dương. Đó thì không có khả năng nữa, mới nói là mấy gia đình chị nói là nên đem con về đi hả? Đúng rồi. Nên đem con về đi, rồi chứ không có tiền đâu mà chữa chị. Đó là theo theo chị cho biết là như vậy. Chị nay nhiêu tuổi rồi em quên rồi? Nay chị 35. 35. Nhưng cái điều em với mọi người muốn á, là chị phải khẩn trương đi nói bác sĩ để mà cứu con chị. Chứ bây giờ chị để như thế này á, là con chị rất là nhanh. Bây giờ yếu rất là, mà bây giờ cứ nằm thở oxy như vậy thì đâu có tốt đó, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ chị nói cái hướng bác sĩ tiếp theo làm gì cho con chị, nói cho em với mọi người biết rõ hơn này. Thì sáng nay thì tại hôm qua là bác sĩ không có vô trực, hôm qua bác sĩ nghỉ. Thì bên này bác sĩ mới vô, thì cũng sáng cũng nói là tình trạng của bé là nói chung là thì cũng mong muốn là làm sớm thuốc nhất để cho bé, nhưng mà giờ chị mới nhập cái bảo hiểm ngày hôm qua, mới xong ngày hôm qua. Bảo hiểm con chị chuyển tuyến từ Gia Lai xuống hả? Đúng rồi, tại chị cũng nhờ bạn chị, tại bữa giờ là kẹt là bạn chị là nó không có thời gian. Xong là nhà chị thì không có ai biết chữ, cũng không ai đi được đó. Ủa, cả gia đình chị không biết chữ luôn hả? Từ anh chị nói chung là biết mà cũng không biết nhiều, chỉ có sơ 2-3 tiếng rồi biết, chứ cái còn không rành. Đúng rồi, không rành. Thành ra là không có làm được gì cho bé. Vậy đó, tới hôm qua thì đó là chị như cái bước được. Như cái bước em chỉ đúng không, xin giấy chuyển tuyến rồi bảo hiểm rồi này kia, nó sẽ đỡ cho con chị hơn. Đúng rồi. Thấy không? Chứ nếu mà chị để nằm mình dịch vụ thì tiền đâu chịu nổi. Mình không có làm ra tiền nữa. Đúng rồi. Hiểu không? Đúng rồi. Đó, cho nên là cái bước đó thì em thấy chị có làm và rất là đỡ cho mẹ con chị ha.
cái điều đó em rất là khuyến khích, rất là mừng. Rồi bác sĩ có nói với chị là thời gian sắp tới này sẽ làm gì cho con chị không? Thì bây giờ là đi làm cái xét nghiệm, nếu mà có kết quả thì bác sĩ, cái điều đầu tiên thì bác sĩ nói là coi cái tình trạng của bé nó ổn định thì bác sĩ mới dám cho thuốc. Tại giờ cái tình trạng của nó đang xuống vậy đó. Bây giờ thì cho nó cho nó bác sĩ đang nói là để truyền cho nó dịch hoặc là cái gì đó cho bổ cho cái cho nó vô bảo cái chất cho cơ thể á. Yeah. Để cho nó cứng cứng lại chút xíu, bác sĩ mới dám cho thuốc vô. Tại thuốc mà mới lần cho vô nó sẽ giật rất là mạnh cho nên sợ nó chịu không nổi. Đúng rồi, nhưng mà cái kết quả chụp MRI có chưa? Chưa, để chắc nay mai để sáng mai chị hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Dạ, đó là để bác sĩ á, cái thời gian sắp tới là sẽ vô thuốc cho con chị, nhưng mà tùy thuộc vào sức khỏe. Đúng rồi. Ví dụ khỏe mới được vô thuốc. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ làm sao để khỏe đây? Ăn thì không được. Thì bác sĩ nói là sẽ cố gắng thêm thuốc để truyền dịch cho bé, để cho bé khỏe lại một chút thôi, chứ không cần phải là khỏe cứng như người ta. À, cho khỏe chút thôi rồi bắt đầu làm, sẽ làm tiêm thuốc cho bé. À, đó, như cô chú anh chị nhỏ cho mọi người thấy lại. À, Siva Khan này, lại sát đây camera thì sẽ thấy này. Không biết gì luôn đúng không chị? Đúng rồi, đọc mấy ngày trước bác có nói với chị là tình trạng của nó bây giờ là ăn không được, xong là ăn không được. Tham khảo với chị nói là hay là bây giờ mẹ tính là một là đưa ống, mà đưa ống thì cũng không được tại vì cái họng nó là nát rồi, đưa ống vô không được. Vậy ha. Xong thì mới nói là bây giờ phương án cuối cùng đó là mẹ chấp nhận làm lớn á. Làm lớn là sao? Làm lớn giống như là mổ cái nội tạng, cái nội tạng của bé ra để nuôi ở ngoài. Vậy mổ cái ruột á hả? Đúng rồi, cái dạ dày á nuôi ở ngoài. Thông nhưng mà chị không đồng ý. Ho dữ lắm. Chị không đồng ý tại cái điều này, chị không chấp nhận tại vì con mình đang lạnh lặng tự nhiên mổ ra bỏ ngoài. Chị cũng sợ một phần đó, tại vì chị cũng đâu có điều kiện gì nhiều như người ta vậy. Dạ. Nhưng mà từ đó giờ là về kinh phí á nha, là chị đóng bao nhiêu tiền rồi? Nói chung là bữa giờ là chị toàn làm dịch vụ không à. Chị đóng tính ra tới giờ là 15 triệu. Chà, 15 triệu. Mà chị lấy đâu ra chị đóng? Thì nói chung là tiền đó là cũng tiền từ mọi người cho chị thôi. Chị cũng không có tiền. À, mọi người cho hả? Từ thiện á ha? Đúng rồi. À, nói chung là cũng may mắn. Trong đó có em nữa đúng không? Đúng rồi, có em nữa. Em làm cầu nối thôi nha, không phải tiền của em. Dạ. À, thì đó, cái hướng sắp tới như cô chú anh chị cũng thấy rồi ha. Bây giờ là Siêu Ca Han á, là phải khỏe một chút xíu mới vô thuốc được, mới tan được cái vùng cổ họng được. Tại bây giờ vùng cổ họng á, theo chị Quách là mẹ của Siva Khan là nói là nát hết rồi. Nó khóc rồi chị hỏi nó bị gì vậy? Chị cho nó uống nước xíu này. Chị cứ cho uống bình thường đi. Nó tay này, cầm lấy tay, cầm ly rồi mẹ đổ vô. Rồi mẹ đổ vô nó cắt. Uống đi, uống đi. Trời, bây giờ người nó run luôn rồi. Ha, từ bữa mà ôi ra máu tới giờ là người nó xuống, bắt đầu nó cầm gì cũng cầm chắc, nó run rồi. Dạ. Nó run dữ lắm luôn á. Giờ là chị uống thuốc thôi, còn uống sữa không được hả chị? Uống sữa thì uống ít ít, là uống được một miếng hai miếng cũng giống như là ăn cháo mà cháo nhuyễn mà con nuốt mà cắn răng nuốt. Dạ. Uống được có một miếng nước là cô chú anh chị, tội lắm. Giờ ăn không đó là nước. Nước mà vô là cũng đau cổ họng nữa mà. Bây giờ đi còn đi nổi không chị Quách? Bây giờ thì nói chung là chị cũng dắt nó đi, tại vì bác sĩ nói là phải cho nó đi để cơ động, cơ thể nó cho nó giãn. Chứ mà nếu mà nhiều khi mà nó muốn tiểu, muốn đi cầu này kia để tại chỗ thì sợ nó không có đi lại được nữa vậy đó. Trời, đeo cái lằn oxy niết mà nó có cái lằn ở cái tai luôn á. À. Rồi chị ngồi đó đi, chị ngồi này xuống dưới đâu không sao đâu. Trời, ho dữ ha. Ho mà tối không ngủ được luôn, ho mà ho giật tới sáng làm cho mọi người ai cũng mệt mỏi. Vậy hả?
ho mà ho cứ ho vậy đó, mạch ho thì ho tím mà không có thấy đờm. À trời, ho mà thấy phiền những bệnh nhân trong này luôn ha. Đúng rồi. À chị Quách với lại con á, là người đồng bào cho nên là khi mà xuống đây á không có rành nhiều. Giờ em bày chỉ chị một cách nè. Ví dụ chị không biết cách chăm sóc con sao, hay là không biết phải làm thế nào thì chị cứ đi hỏi những bệnh nhân mà cho chăm sóc con lâu ở đây nè, người ta sẽ có cái cách ha. Hoặc là hơn nữa thì chị hỏi quanh quanh đây có trường hợp nào như con chị không đó, ví dụ như cách chăm sóc nè, nên dùng gì để bổ hơn nè, phải không đó, để cứu con mình chứ. Chứ bây giờ trong này em thấy là máu nè, mấy đứa bị ung thư máu nè, nó nằm đây là khác với con chị. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên là mình vòng vòng đây cũng có nhiều bệnh nhân lắm, nên là chị hỏi cho nó chắc để mình biết cách đó. Để đó là cái đơn giản nhất em hướng dẫn chị ha, mình hỏi những người cùng bệnh với con mình đó, là rõ nhất đó. Rồi không có ai phụ chị chăm sóc luôn hả? Không, em chỉ có một chị à, từ lúc mà dẫn con đi khám tới bây giờ là một tay chị một mình chị đi luôn, hai mẹ con đi có đi vậy luôn chứ không có ai mà phụ chị. Rồi bây giờ nhà chị có còn nói đưa cháu về nhà nữa không? Thì bây giờ ông ngoại bà ngoại mới lần điện về, thì ông ngoại nói đừng mẹ đừng có cho tao nhìn thấy cháu, tại vì mới lần ông nhìn thấy ông sốt ruột, không phải vậy mà cứ mà mới lần nhìn thấy là ông hay nói câu được không được đó, đem về đi, tại vì gia đình mình nghèo lắm không có tiền, mà lỡ như có chuyện gì ở ngoài đó là hai mẹ con không có tiền mà chở nó về. Ý là ông như vậy, ý là muốn đưa về nhà có gì mất ở nhà đúng không? Đúng rồi, là không có cho mất ở ngoài xứ người như vậy phụ cho bé. Cái đó là cái phong tục hay là gia đình chị muốn vậy thôi? Không phải là phong tục, cái đó là giống như là cái gia đình chị nó không có điều kiện, gia đình nghèo á. À vậy ha. Đúng rồi. Rồi cá nhân chị tính sao? Cá nhân khi mà ông ngoại nói như vậy á, ba của chị nói như vậy á, thì chị tính sao? Không, chị thì bản thân chị cố gắng, chị suy nghĩ là chị sẽ cố gắng. Nhiều khi nghe thấy ba chị nói vậy chị la luôn, chị nói ba không được nói như vậy. Dù gì nó cũng là cháu ngoại của ba. Ba nói vậy tội cho cháu ngoại, ba nói vậy sao được. Ba phải phải nói động viên nó, hay là cố gắng lên, ăn uống lên. Tự nhiên ba nói câu đem nó về làm thì chờ nằm đó. Phải chỉ bệnh của nó nằm là đi luôn thì mình còn nói đã. Không nói với anh mày, bệnh của nó không như vậy. Nó nằm đó nó dây dứt nó kéo dài tội nghiệp nó nhỏ. Nói chung là bây giờ chị còn nước còn tát, cố gắng hết sức. Dù có đi xin mà chị cũng đi xin rồi chứ, dù có đi xin gì nữa chị cũng đã đi xin những bệnh nhân quanh đây bệnh viện rồi, người cũng cho vài chục vài trăm nhưng mà không có đủ tiền thuốc đó, tại vì cái lúc đó là chưa có nhập vô bảo hiểm cho nên rất là mất tiền, cũng không có đủ vào đâu đó. Dù có đi làm thế nào nguyện sao cứu con được là chị Quách này vẫn sẵn lòng làm, đúng không? Em hiện tại giờ là chị có 4 đứa con đúng không? 3 đứa, thằng này lớn, 2 đứa nhỏ. Là con chung của chị với cái anh bỏ đi rồi. Đúng, còn 2 đứa. Chồng bây giờ là 1 đứa 2 tuổi là 3 đứa. Bây giờ cũ sau siêu A Khan này còn mấy đứa em? 1 đứa. À 1 đứa. À là có nghĩa là chồng trước là chị có 2 đứa con, chồng sau có 1 đứa. Rồi em nói chị bây giờ chị biết tính mạng của con chị đúng không, biết bệnh tình đúng không? Em ví dụ chị đánh đổi gì chị đánh đổi không, để đổi lại sức khỏe cho con mình không? Nói chung là nếu mà ông trời cho chị đánh đổi, chị dám đánh đổi một nửa cuộc đời của chị dành lấy cái sức sống của con chị. À một nửa cuộc đời à, có nghĩa là giảm tuổi thọ ha. Để mà đổi lấy lại sự sống cho con, sự khỏe mạnh. Tại hồi nhỏ lớn giờ là nó rất chi là tội nghiệp luôn, chị không có thời gian mà chăm sóc nó. Tại là ở với ông bà ngoại không mà, tại chị phải đi mưu sinh, phải nuôi đi làm ông bà xa ngoại đó. Nữa, đúng không? Cho nên là chị không có thời gian mà chăm, đến khi nó phát bệnh mà bản thân chị cũng không biết là con mình là phát bệnh gì luôn. Sau tới khi mà đi nhập viện á,
thì bác sĩ mới nói là con mình bị bệnh vậy chị mới vỡ lẽ luôn hả? Mới hối hận. Mới hối hận là sao? Sao lúc đó mình không có phát hiện ra sớm con mình như thật. Ai cũng trách chị tại sao mà là một người mẹ mà không biết con mình bị bệnh. Cái đó là người nhà chị trách hay ai trách? Nói chung là người ngoài xã hội, kể cả anh em trong nhà, dòng họ ai cũng trách chị. Nói chị là một người mẹ vô tâm. Vậy biết hả? Làm mà không biết chăm cho con. Vậy thật sự chị và chị cũng không muốn điều đó. Chị nói mà chị khóc á, chị tổn thương á. Thì để em nhỏ nói cho mọi người là chị Quách á, cái thứ nhất á là ở tỉnh của chị, ở quê chị đúng không, là không có việc làm. Đúng rồi, không có việc làm. Nông á thì chị làm không nổi. Đúng không? Nhà gia đình chị mới đi xa đất mà làm. Đi xa để vừa nuôi ông bà ngoại, có nghĩa là ba mẹ chị, vừa nuôi mấy đứa con nữa. Đó, cho nên là đi làm xa ở Bình Dương á của chú anh chị. Chỉ làm công nhân đó, thì làm hàng tháng thì cũng không bao nhiêu rồi gửi về cho con, cho ông bà ngoại. Mà bây giờ chị kêu là những người xung quanh là hãy trách chị làm sao để con như vậy. Thì cái đó theo mọi người cũng thấy nữa, vì cuộc sống mưu sinh. Nên là nếu cô chú anh chị xem được thì để lại những cái lời tốt đẹp đến với chị Quách. Chứ cũng tội nghiệp, bây giờ vô cái thế rồi. Cái thế này là khó lắm, bỏ cũng không đành, mà tiếp thì không có điều kiện, cực lắm. Không sao, em hiểu cái cảnh của chị. Chứ bây giờ ở quê mà đói thì cũng như không, đúng không? Với lại cái gánh nặng chị rất là nhiều, vừa ba mẹ vừa con cái, mà thêm con riêng nữa. Bây giờ than nè, không biết gì đâu. Rồi bây giờ hàng ngày trở lại với bệnh của Siêu A Khan ha, là hàng ngày bác sĩ làm gì cho con chị? Thì như mỗi ngày thì sáng thì tầm 8-9 giờ thì bác lại khám, coi nó tình trạng nó làm sao, hỏi anh uống làm sao, dặn mẹ phải làm sao sao cho bé vậy đó. Cái giờ thì yêu thuốc để giống như là truyền dịch rồi các loại để cho bé có sức khỏe lại để thì có thể điều trị sớm nhất kìa. Nói chung là cũng mong có cái hướng nào tốt hơn, chứ bây giờ theo chị nói là mới hôm qua là khạc ra máu rất là nhiều, ho ra máu rất là nhiều, và bây giờ thêm nữa là cứ mệt người như vậy đó, mà không biết làm sao nữa, tội nghiệp. Giờ nó nói đâu có nghe đâu, giờ là hai lỗ tai bây giờ ảnh hưởng rất nặng luôn. Hai lỗ tai bây giờ mình nói phải nói sát nó mới nghe, còn mà mình nói mà nói giống nó bình thường vậy là nó đường mình, nó nhìn mình mà nó kiểu là cái dạng nó cũng đang muốn nghe mình nói mà trong không cái nghe. Nó không có nghe vậy đó, là đã bị di căn qua cái phần tai của chú anh chị, qua phần tai rồi. Cho nên lúc đầu em nhỏ mới mấy ngày đây thôi, em nhỏ nói á, kêu chị nói con thì con nghe đúng không, mà bây giờ phải nói sát lại, nói nữa mới nghe, nó nặng hơn, tiến triển nhanh hơn. Còn chị có thấy thay đổi về cái vùng cổ không? Cái này nói chung là thấy vùng cổ nó sưng thì cũng sưng, tại vì lúc đó nó sưng tại vì nó chưa bể, bây giờ nó bể ra rồi là thành ra là mình thấy nó cũng bình thường, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó sưng vùng này bên này á. Chứ bây giờ theo em nhỏ thấy một ngày á mà Siêu A Khan là toàn uống nước không này thôi, cho chị không cho uống sữa. Có gì cho uống sữa cho em, chị có mua sữa anh xua mà nó nói ngọt quá. Ngọt quá hả? Xong chị mới nói cố gắng uống đi con, để đấu tranh với căn bệnh. Để em coi Siêu A Khan này. Khỏe không? Con khỏe không? Không, lắc đầu luôn kìa. Không, lắc đầu luôn đó. Bây giờ là ta tiểu tiện là vẫn biết đúng không chị ha? Đúng rồi, tiểu tiện mới biết, nhiều khi mà nó mệt quá là tiểu tiện tại chỗ luôn, không kiểm soát được luôn. Bây giờ là không kiểm soát được luôn hả? Nhiều khi mà thấy người nó đờ á, người nó đờ là nó không kiểm soát được. Thuốc vô này, kinh khủng. Bên này là thấy ít cho hôm qua hơn cái này, nó vô từ sáng tới tối luôn. Rồi đồ hai mẹ con đem lên đây chữa bệnh là cái gì đâu? Thì nói chung là quần áo có 2-3 bộ cho mệt nên về thôi, không có gì hết trơn. Quần áo của chị ha? Tại vì biết sao em hỏi không? Em thấy Siêu A Khan này có mặc bộ này với cái bộ tím. Đúng rồi, tại vừa đi nó có đồ đâu.
Thì bữa mọi người cho thì chị cũng cũng đi mua một cái áo cho nó, hai cái. Để mua cho nó thay, mấy cô trong phòng hay ghẹo nó là sao mày để con trai ta mặc áo ngoài vậy, hay ghẹo chị vậy. Chị mới nói tại anh thấy gặp hai ba lần rồi con bán bộ đồ này nè. Tiền đóng phí cho nó em còn phải đi xin nữa. Lúc mà gia đình không ai bệnh đó nha. Là một năm chị về nhà mấy lần? Thì thường là nếu mà không có chuyện gì là chị với nói chung đi làm bình thường, mỗi khi thì một năm thì lễ 30 tháng 9 lễ có nhiều khi nhịp lễ nghỉ được 2-3 bữa thì chị tranh thủ về. Còn Tết thì về một lần chỉ có nhiêu đó, nhiều khi năm chị về có đúng một lần. Cho em cho là 2-3 lần đi ha, là cao đi đúng không? Chị làm công nhân là cụ thể làm gì và tháng chị bao nhiêu tiền? Chị làm bên công ty lúc trước là chị làm bên công ty nấu mạo hiểm xong. Chị thấy thất nghiệp quá chị nghỉ, chị qua bên công ty bao bì. Làm cũng mới đây qua bên đó mà lương bèo lắm, làm tháng có được 7-8 triệu, không có đủ đâu về đâu hết, đóng tiền trọ tiền ăn tiền xăng thì nó không có đủ đâu về đâu hết. Rồi bây giờ cái hướng con chị điều trị là hết bao nhiêu tiền chị biết không? Thì cảm với lúc trước chị cũng nói với em rồi đó. Nhưng bây giờ thì có bảo hiểm thì chị cũng chưa chắc, thì chúng chưa hỏi về cái điều này. Mà nó sẽ rẻ hơn khi không có bảo hiểm đúng không? Tại vì cái tình trạng của Siva Khan nó không có, không biết khỏe hay sao ấy, và kết quả MRI cũng chưa có, cho nên là bác sĩ chưa có đưa ra lịch trình. Nhưng mà về bác sĩ cũng đã nói là cái vòng họng của Siva Khan là bây giờ là nát vỡ ra đúng không? Vỡ ra, bây giờ nó mê man rồi, bây giờ thêm một cái đi tiểu tiện không được, không kiểm soát được, tội nghiệp hai mẹ con. Rồi bây giờ chị cứ ở đây hoài vậy đó, rồi có điện về gia đình nói sức khỏe của cháu không? Không, chị không dám điện. Mới lần điện gì á là anh chị hay là ba mẹ đều nói chị là đem về đi hả? Đem về đi, đừng có cố nữa, nó không sống được đâu, nói chị vậy. Chị đó bây giờ từ lúc mà nhập viện tới giờ, đúng cái ngày đầu tiên chị điện về cho anh chị của chị là chị nói là nay là đưa cháu đi nhập viện. Chị không có mong muốn gì là giúp đỡ chị về tiền bạc đó, chị chỉ mong là anh chị hiểu và điện động viên cháu. Thì chỉ mong là có lời động viên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà gia đình đều không có những cái lời đó, mà thậm chí là trách chị là nên đem về nhanh đi chứ còn để ở đây thì cũng mắc đúng không? Nhưng lúc mà họ điện tới là hỏi chị là ủa mày đem cháu về chưa, hỏi câu đó, họ hỏi câu đó chị, giống như là sát muối vô vết thương đúng không? Đúng rồi. Xong rồi chị mới nói là đem về làm cái gì. Chị kiểu là mình cũng bức rứt, mình không thể nào mà nói một câu mà nhẹ nhàng được khi mà nghe câu đó nói về con mình. Thôi sẵn đây em nhỏ nói nếu gia đình chỉ đã như vậy rồi thì không sao, còn cộng đồng mạng của những khán giả xem kênh của em nhỏ thì mọi người có thể động viên cho chị Quách nè, chứ còn gia đình chị thì nói những cái lời không hay đúng không? Theo như lời chị nói nha, thì em thấy chị gia đình chị nói những lời không hay thì tội nghiệp cho chị, hai mẹ con ở đây đã khổ về kinh tế rồi mà còn thêm những cái lời chê trách nữa thì quá tội nghiệp. Không, em đối với em thì em thấy thương chị nha, tại hai mẹ con thứ nhất là không hiểu biết nhiều đó, rồi không có tiền nữa. Thôi thì ngày hôm nay em trở lại đây thăm chị, cách đây vài ngày em có đăng trường hợp con của chị lên thì có được nhiều người yêu mến cũng như là thấy thương cho cái trường hợp của chị. Chị bằng mọi cách cứu con chị đó, thì em đại diện Mạnh Thường Quân ha, nay em gửi cho mẹ con chị một số tiền, em nghĩ là chị cũng rất là vui khi mà nhận được số tiền này nha. Để em đọc ở đây là thứ nhất là anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ là gửi chị là 1 triệu. Thứ hai là cô Thủy ở Hóc Môn 500 ngàn. Thứ ba là anh em Minh Quân, Minh Tiến ở quận Tân Phú 500 ngàn. Thứ tư là chị Hà ở Sa Đéc, Đồng Tháp 300 ngàn.
Thứ năm là cô Mai Thái ở Đức 1 triệu. Thứ sáu là Liên Hoa ở Bến Tre 1 triệu. Thứ bảy là anh Triết ở quận 5 1 triệu. Thứ tám là chị Xuân Trang ở Bến Tre 300 ngàn. Thứ chín là một chị ở Tiền Hải Thái Bình 1 triệu. Thứ 10 là anh Lý ở Ninh Thuận 2 triệu. Và cuối cùng là chị đời ở Mỹ 100 đô la Mỹ. Em đổi ra được là 2,5 triệu. Tổng số tiền mẹ con chị nhận được là 11,130,000. 11,130,000. Đây em đại diện Mạnh Thường Quân gửi cho mẹ con chị nha. 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 130 ngàn. Đó, đây là số tiền Mạnh Thường Quân giúp ích cho chị để mà vô thuốc tiếp tục điều trị ha. Chứ còn nghe theo lời gia đình thì tội nghiệp lắm. Dạ. Con mình mà đúng không? Dạ đúng. Sao mà mình trở về được? Thì chị có lời gì không? Thế bây giờ thì Mạnh Thường Quân. Dạ. Chị không có gì lời gì mà để nói, mà chỉ có thay lời cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp giúp đỡ hai mẹ con. Dạ. Sắp tới hai mẹ con sẽ cố gắng rất nhiều để trị bệnh cho bé. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Thế em thấy là ho dữ dằn là mới ngày mấy ngày nay thôi hay là sao chị? Thì giờ là nó ho càng nhiều. Bữa trước thì nó thấy là đỡ hơn, bữa nay ho nó càng nhiều hơn. Nó. Thì sáng chị cũng có hỏi là chị sợ là ảnh hưởng tới phổi, tại vì nghe nó ho vậy bác mới nói là sợ ảnh hưởng tới phổi, nhưng thực chất là không có. Tại không. Vì cái vết thương nó vỡ, nó vỡ, nó nát hả? Đúng chị rồi. Nó nát hả? Đúng rồi, cho nên bây giờ là giống như rác nó hứa là cứ mấy lần vậy nó phải ho vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái điều em thấy là thở oxy 24/24 thấy tội nghiệp quá đi ha. Đây cái chỗ ăn của hai mẹ con á, thì đây là toàn xin cơm từ thiện không nè, không biết là con có ăn được không, đâu ăn được đâu đúng không, toàn là chị ăn không đúng không? Đúng rồi, nó có ăn miếng cháo đó là cháo từ thiện, giờ mà dạ. Ăn có 2 muỗng là nhiều nhất. Sao là uống nước không à? Ho dữ ha, nãy giờ em thấy ho quá trời. Thôi được rồi chị Quách. Dạ. Bây giờ là em cũng xin nói với chị như thế này nha. Em làm thì tùy duyên. Dạ. Ha. Dạ. Tùy duyên. Khi mà em vô đây thì em thấy nhiều bệnh nhân thương, mà đặc biệt là Nhi. Em thương lắm, không phải riêng con chị đâu. Rất là nhiều ở đây. Biết em rất là nhiều. Nhưng mà em thấy thương vô đây tội lắm, đứa thì bị này đứa bị kia mà còn nhỏ xíu, có những đứa vài tháng cũng đã bị rồi. Cho nên là em làm cầu nối, nếu mà có duyên á thì em sẽ tiếp tục đến với hai mẹ con. Dạ. Mà em cũng mong cô chú anh chị dang rộng bàn tay giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư, tại vì cái sự giúp đỡ là rất cần thiết và giúp bệnh nhân á, giúp bệnh nhân kéo dài hơn rất là nhiều. Chứ còn nếu mà không có điều kiện thì đó, như mọi người cũng thấy ha, chỉ có nước là đi về thôi. Thôi em cũng xin phép chào chị nha. Dạ. Để bây giờ em nhỏ tiếp tục gặp một trường hợp cũng tuổi đời giống Siêu A Khan, đó là Sine Prong. Cũng hai người đồng bào, Sine thì ở Đắk Lắk, còn chị Quách là ở Gia Lai, là cũng trong vùng Tây Nguyên đó, nhưng mà không có may mắn. Tội mấy đứa nhỏ là bây giờ cứ kim tiêm rồi thuốc đó, nhưng không biết đi đâu, bị ung thư mà, tội nghiệp. Thôi em chào chị nha. Rồi, cảm ơn em, dạ hai em đã đến đây rồi, thì giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều. Tiền bạc cẩn thận ha. Dạ. Thôi em nhỏ xin mời cô chú anh chị đến với hai mẹ con Sine Prong ạ. Sau khi liên hệ với lại Sine Prong thì em nhỏ được biết Sine đã vào thuốc xong và đang lưu trú tại nhà chị Bình.
Đó thì vừa tới đây thì em nhỏ thấy những bà con mạnh thường quân, không biết ở đâu tới nhưng mà người ta làm phát cơm nè, rồi phát sữa cho những bệnh nhân xung quanh khu vực ông Bướu á, cũng rất là mừng. Thì trong đó có người lớn lẫn trẻ em. Đây thì em nhỏ có gặp Sina, Sina là ngồi trong này nè. Đây Sina trong này. Cho chú qua xíu nha, con cho chú qua chút xíu nha. Cảm ơn con nha. Rồi chị cho em qua chút xíu chị. Đây Sina cho chú nhỏ tắt đi con, tắt điện thoại đi. Mẹ đâu, mẹ đâu Sina? Hả chú nhỏ, nghe nói là con mới được về hả? Vô thuốc xong chưa? Vô mới về được bao lâu rồi? Về cũng 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày hả? Cái phần mắt của con đỡ không? Dạ cũng được. Chú nhỏ thấy ra nước nhiều lắm á. Dạ ra nước thì cũng nhiều nhưng mà con thấy là con đỡ hơn trước. Hả? Con thấy vẫn đỡ hơn lúc trước. Vẫn đỡ hơn lúc trước một chút xíu ha, đúng không? Bây giờ là mẹ đang ở trên hả? Không biết mẹ đi đâu luôn. Dạ. Rồi bây giờ là thấy đỡ hơn nhưng mà có còn cái vùng chỗ này có đau không? Cái vùng khối u của con nè. Không đau. Bây giờ là coi như nhận quà ở đây xong rồi vô gặp chú nhỏ một chút xíu ha. Chú nhỏ sẽ nói chuyện với mẹ con, với con luôn ha. Đây là Kim Ngân. Lên lúc nào đây? Con lên lúc nào đây? Hôm qua hả? Lên vô thuốc hay làm gì? Giờ đau là chỗ đó, nên đi khám. Trời ơi, chắc là nổi hạch rồi đó. Rồi ở đây có nhiều bé lắm, trong bệnh viện ra cũng có nè, nhiều lắm để nhận cái quà đó. Cho nên thôi để Sina nhận xong rồi em nhỏ nói chuyện với hai mẹ con, cũng như có những cái điều bất ngờ đến với hai mẹ con Sina. Sina và Rong 15 tuổi rồi Sina ha. Là coi như là Siêu Akhan với lại Sina là cùng tuổi luôn đó, nhưng mà toàn là vô thuốc không à. Ở đây là Sina là bị sarcom mô mềm thái dương phải, đúng không chị ha? Thì Sina bị cách đây khoảng 4 năm rồi. Cứ để cho em gắn chị cái mic này cho nó nói rõ chung hơn chút xíu. Mỗi năm là Sina đều tái phát, nhưng mà lần này là nặng, đúng không chị đi? Dạ đúng rồi. Lần này nó nặng hơn tại vì nó lan tới mắt rồi. Để nói chuyện với Sina này. Sina sao bữa nay con về đây rồi? Là cái liệu trình con thuốc tới đâu rồi mà sao được về? Dạ con vô thuốc xong rồi bác cho nghỉ ngơi. Vô thuốc xong bác cho nghỉ ngơi. Dạ. Rồi còn nữa không? Mai mốt vô nữa không? Dạ ngày mai con đi lên xét nghiệm. Rồi có vô thuốc nữa không? Dạ nếu mà ổn bác cho về nhà nghỉ tiếp. Đây Sina ngồi xịt ra đây với chú nhỏ này. Sina xoay bên này cho chú nhỏ coi cái vùng đó. Cái vùng này là sưng á, sưng to lắm. Tại vì Sina lúc trước là có một lần là đắp từ đùi đúng không Sina? Từ đùi lên đây nè. Còn bây giờ là bắt đầu mắt bên phải là không thấy đường. Dạ đúng rồi. Mà nước thì cứ chảy. Cái này là nước mũ hay nước gì vậy, chị Rim? Là dịch. Dịch. Bây giờ là còn đau không Sina? Không đâu. Nhưng mà theo con thấy trong người là khỏe hơn nhiều đúng không? Sao thấy nóng, thấy lạnh quá vậy? Người lạnh quá vậy? Nhưng mới đụng như thấy lạnh đó nha. Thì bữa nay nói chung là con người của nó không có ổn mấy. Lắm lúc nó hay đau đầu nhiều. Hay đau đầu nữa ha. Hay đau đầu với là lắm lúc thì cái kiểu mà cái con mắt của nó một bên á. Dạ. Nó khó chịu. Với là nó bị dịch tràn rất là nó nhiều. Yeah. Vừa mới đây là nó vô thuốc thì nó đỡ hơn một chút xíu. Khi nào nó hết thuốc cho người của nó lại bị tiếp tục lại bị nữa. Thấy nó cái nước dịch bây giờ nó đỡ hơn nhiều không? Nó chạy nó đỡ hơn nhiều. Còn nếu mà hết thuốc cho người của nó chạy rất là nó nhiều. Với là nó bị cái gì người ta gọi là gì mà nó có cái cục á ở trong mắt đây này. Ghen hay là gì? Đúng rồi, ghen đấy.
nó nhiều lắm. Lắm lúc mà nó ngủ dậy nó thấy nó tội nghiệp lắm, toàn về mấy cái kiểu mà nó dơ giấy, tại vì nó trong đâu, cái thời đâu có gian vệ sinh ngủ được. Đúng rồi. Hồi tối là mình không có vệ sinh được, còn ban ngày như này là mình có thể vệ sinh được, còn tối đó nó ngủ mà, nó ngủ là nó không biết, còn tới sáng là thấy tội nghiệp lắm, tại vì khi rên nó chạy bẻ hết trong trong cái mặt của nó này này. Của chị, của con chị là giống như là bị tái phát rồi, di căn đúng không? Di căn qua mắt đúng không? Đúng rồi. Tại vì lúc trước là đâu có vô mắt, còn bây giờ là qua mắt nữa. Đúng rồi. Mà may là có những cái này nó xẹp bớt này, chứ là lúc sinh em là to lắm, mà cái tai này là ra đây luôn. Đó, thương lắm. Đâu có quay ra cái tai bên này đỡ không? Sinh em chú nhỏ không thấy quay rồi xịt ra không à? Tay bên này nó còn vẫn còn, cái này là hạch hay là gì ta? Hạch luôn ạ. Hạch luôn hả chị Rim? Đúng rồi, cái này hạch tới bên này luôn nè. Dạ. Dạ rồi nó cái cục nó mình sờ tới ở đây luôn này. À, đau không xin em? Mẹ đụng như vậy đau không? Nó không có cảm giác đau, nhưng mà là cái kiểu mà nó khó chịu hơn. Dạ. Rồi con giật chú nhỏ hỏi con là về cái phần con mắt của con thấy như sao xin em? Mắt á, mắt bên phải á. Dạ cũng giống bình thường, giống thấy bữa không? Con thấy không? Dạ vẫn thấy nhưng mà thấy mờ mờ không? À thấy mờ mờ hả? Dạ. Nó ướt cái mí ở trong thì nó sụp xuống. Dạ đúng rồi, cái mí tại vì cái cục u nó chen ép hết cái con mắt của nó không có nhìn thấy. Dạ. Nhưng mà nó dở ra như này nó cái con mắt của nó vẫn được. Vẫn còn đẹp, ở trong vẫn còn đẹp do cái cục u nó chen ép nên mình không có thấy được cái gì hết đó. Dạ. Nói chung là cũng thấy thượng quá ha. Dạ. À, sẵn đây em hỏi về cái chi phí đi, là từ đó giờ là cái liệu trình của Sina là bác sĩ có nói bao nhiêu toa không, hay là cứ xét nghiệm thì... coi sức khỏe tốt hay là xấu thì vô tiếp vậy thôi? Dạ thì bác nói là như thế này, thì bác nói là không biết là bao nhiêu toa là cứ vô đi thấy ấy. Thì nó vô thuốc là nó ổn hơn nhiều. Dạ. Còn khi nào hết thuốc của nó là thì nó lại tiếp tục nó mệt, nó đau. Nên mẹ bác nói là không biết là mấy toa thì bác cứ vô, cứ lần nào mà khi nào thấy nó cảm giác nó đau cứ vô miết cho nó luôn, nó không biết là không hứa hẹn là bao nhiêu toa gì nữa. Nên bây giờ thì thấy nó đỡ hơn nhiều, tại vì bác lại cho thêm mua thuốc ngoài nữa, tại vì thì ở trong bệnh viện thì lắm lúc thì nó không có đủ thuốc ấy. Tại vì bệnh nhân rất là nhiều nên bác kê thuốc, kê đơn để mua ngoài rất là nhiều tiền. Rồi cái bữa trước vô thuốc vậy thì nó mấy chục triệu á, rồi đóng chưa? Khi bữa trước là 30 triệu. À, đóng chưa? Chị đóng rồi, nhưng mà đợt này là bác nói là còn 6 triệu trong tạm ứng. Nhưng mà chưa thanh toán là đợt này, đợt nó vô mới đây này, là nó chưa thanh toán đây này, là 29 triệu. Chà, dạ. Nhiều ha. Dạ, còn số còn lại là còn mua thuốc ngoài nữa. Dạ. Dạ. Đó là còn... những bệnh nhân ung thư của chú anh chị nếu mà không có sự hỗ trợ á, rất là ngặt, thậm chí là chỉ chờ những cái đoàn từ thiện này, chờ bệnh viện này, đó, hay là những người tốt bụng người ta vô thẳng trong phòng luôn đó mới có những cái kinh phí thôi. Còn đối với gia đình Sina thì người mẹ là làm nông đó, ai mướn gì làm đó, thường thường là hái cà phê với lại làm nông á chị ha, ai mướn là làm. Dạ đúng rồi, mình là người ta mướn gì thì làm đó. Thì công việc của chị là thì đi lau dọn cho nhà, dọn dẹp nhà người ta. Dạ. Còn nhưng mà bữa nay là mất chăm Sina rồi không có làm được cái gì hết nên phải ở trong bệnh viện với nó. Nói chung là cái trường hợp của hai người đồng bào mà em nhỏ đang ghi hình đó của chúng chị tội nghiệp đó. Không biết phải xây sở như thế nào, làm nông thì không có đủ tiền vô thuốc cho con. Đó, như Sina đây là 30 triệu, 29 triệu thì tiền đâu. Đó. Khổ thân. Nói chung là cũng mong có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho những cái bệnh nhân ung thư của chú anh chị, để cho người ta bệnh nhân họ khỏe, họ vui. Chứ còn về khả năng mà để mà thọ lâu á thì khó. À, cái chuyện đó thì ai cũng biết ha. Bởi vậy chị Rim chị chăm Sina vậy mà chị mới sinh em bé khoảng được 28 tháng ha. Tới giờ là 28 tháng rồi. 19 tháng rồi. À 19 tháng hả? Dạ, 19 tháng. 19 tháng. Dạ. Tại vì lúc trước là hai mẹ con chỉ có nhà chỉ có Sina thôi, là con một thôi. Dạ đúng rồi. Sau này mới sinh thêm. Dạ. Cho có chị có em ha, vui ha Sina ha. Dạ.
Rồi bây giờ ngày hôm nay chú nhỏ ghé đây thăm à, em tưởng thôi chị vô thuốc cho bệnh viện chứ cho con nè, nhưng mà khi em điện thì nghe nói ở nhà mẹ Bình đang nghỉ ngơi thì tiện, rất là tiện, cũng giống như là đi về là thấy cũng khỏe khỏe hơn là mới về đó. Dạ đúng, là thấy bác nói là tại vì ở trong bệnh viện nó chật chội quá nhiều nên mới thấy nó vô thuốc xong rồi chờ kết quả là xét nghiệm máu, nếu mà cảm thấy nó ổn mà thì thanh toán bác cho về 10 ngày, nếu mà cảm giác nó không ổn, tại vì nó mới đây nó xét nghiệm đi xét nghiệm lại không thấy ổn nên mẹ bác chưa cho về. Dạ. Dạ. Thì ở đây thăm lại Gina thấy khỏe hơn cũng cũng tốt nè. Nhưng mà mong là cái về cái phần này vô thuốc nó hợp thuốc đó, cô chú anh chị cho Gina trở lại bình thường nè, từ qua tay luôn rồi qua tới đây. Đỡ hơn nhiều, vô thuốc này thấy nó đỡ hơn nhiều, nó không có đau nữa. Dạ, không đau ha. Nó không có đau nhưng mà chị có nó vẫn đi được, đi này kia cũng được nhưng mà chỉ cái cục u của nó chưa có xẹp mấy. Còn sao đau rồi, cái phần đau trong người của nó là nó đỡ hơn nhiều rồi. Ủa về phần đầu con có thấy đau không? Dạ, lâu lâu nó mới đau. Cái đầu ở đâu sao diễn tả chú nhỏ nghe hả? Kiểu giống đau đầu giống người ta đã đầu chóng mặt á. Vậy hả, lúc đó là con đi không nổi luôn, chỉ nằm thôi. Dạ, đi với nổi. Đi với ngủ thôi. Dạ. Đây con lấy cái khăn lau cái nước mũ, cái khăn á, cái khăn giấy á. Có gần đây có không? Chị lấy đại của ai cũng được. Hồi nãy là để đây, để chị lấy khăn giấy. Có không? Cho chị mền chút xíu coi. Thế con đừng có lấy quần áo ha, nhiều lúc nó không có có sạch á. Nhưng nó bị con có khăn giấy không? Bị dơ cái vùng đó đó là khó trị lắm á. Hả, mẹ lấy cho con lau chấm nhẹ ngoài thôi, đừng có chấm vô trong nha. Tại vì cái khăn giấy vừa mới hết rồi chưa đi mua. Mà cũng may là ở đây không có tốn tiền, không tốn tiền ăn, không tốn tiền trọ. Chứ đúng nếu rồi. Mà tiền trọ tiền ăn nữa thì chịu không nổi đâu. Mấy bệnh nhân sẽ bất liền của chú anh chị. Nghĩa là không chịu nổi. Ở đây thì có hai người trong cái đợt này gửi đến Cine là thứ nhất là cô Trần Thị Phượng ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh là 1 triệu. Thứ hai là một chị ở Bạc Liêu 1 triệu. Thì tổng số tiền là 2 triệu đồng. Này, để em gửi cho Cine ha. Nó vui chị ha. Nè Cine, chú nhỏ gửi con này. Cái này là tiền của Mạnh Thường Quân ha, không phải tiền chú nhỏ đâu nha. 1 triệu nè. 2 triệu. Ví dụ con có thích ăn uống hay là mua cái gì không? Không hả? Không là vì không thích hay là thấy mẹ không có điều kiện? Dạ, thấy mẹ không có điều kiện. À, thấy mẹ không có điều kiện cho nên không có đòi ha. Dạ. Rồi sao, có cảm ơn không? Dạ. Nói con... to lên chứ nhỏ không nghe nè, hồi sát đây không nghe nữa nè. Dạ, con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã có đã giúp con có số tiền để con tiếp tục vô thuốc ạ. Nói chung là những bệnh nhân ung thư là không biết giờ nào hết. Ví dụ nay mai thấy khỏe khỏe nhưng mà 2-3 bữa sau cái là đi vô trong bệnh viện. Nói chứ tội nghiệp. Thôi xin ha, cố gắng ăn uống vô nha. Rồi con ăn uống được không? Dạ đi. Bình thường rồi ha. Dạ. Có kiêng cữ gì không? Dạ không. Vậy thì được rồi. Thích ăn gì cứ dùng cái tiền này mua cũng được, không sao. Tại vì cô chú mà thấy con khỏe là vui rồi, hiểu không? Cứ ăn cái thích ăn gì cứ lấy tiền này ăn để mình khỏe, chứ mình khỏe mình mới vô thuốc được nha. Vậy chị Tim hả? Chị cũng thay mặt bé và mẹ của bé cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã gửi cho bé và quan tâm đến bé cái số tiền vô thuốc ạ. Mẹ bé cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Nói chung là có được cái sự hỗ trợ nào thì hai mẹ con mừng biết mấy. Vậy ha, có thì vui. Đó. Cũng mong em nhỏ cũng mong những bệnh nhân ung thư ngày một khỏe hơn là mừng rồi. Còn bây giờ thôi em chào hai mẹ con nha. Em nhỏ cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi từ đầu clip đến giờ. Đó. Có 2 trường hợp, 2 người đồng bào ở vùng Tây Nguyên xuống đây trị bệnh nhưng mà hoàn toàn không có điều kiện, nó rất là thương cô chú. Còn một chuyện như thế này nữa cô chú anh chị, thì em nhỏ vừa về tới phòng trọ
À, thì trong lúc chạy xe nữa không có cầm điện thoại đó, thì vừa về tới nhà có một cái tin cũng rất là buồn của chú anh chị, đó là cháu Đạt cũng là người đồng bào luôn, cũng 15 tuổi luôn đó, thì không có còn nữa. Cái đoạn tin nhắn mà người cha nhắn cho em nhỏ là như thế này: chú sinh ơi, bé Đạt đã ra đi vĩnh viễn rồi ạ. Ảnh nói là bệnh viện ung bướu chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng, rồi Nhi Đồng không mổ được, sau đó là trả về thì mất. Em nhỏ cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của cháu Đạt. Cháu Đạt mà mọi người còn nhớ không, có cái chân rất là to, chân ngay chỗ đầu gối á, rất là to đó. Thì cái lúc mà bác sĩ nói đoạn á thì gia đình không đoạn, cái lúc mà gia đình đoạn rồi á thì đoạn không được nữa, tại vì nó đã di căn. Đó là cái điều gia đình, do gia đình quyết định thôi. Nói chung là ba cái trường hợp ngày hôm nay em nhỏ tiếp xúc là cũng là tất cả đều là người đồng bào đó, cho nên là thấy thương, tội, ai cũng bị bệnh ung thư hết, và ai cũng là một cái trường hợp, cái hoàn cảnh nó khác nhau, nó ngặt nghèo. Thôi cũng cảm ơn cô chú anh chị ha. Và bây giờ em nhỏ sẽ cho cô chú anh chị xem những cái thước phim mà người cha đã gửi cho em nhỏ trong cái lúc mà đi làm mồ mả đó. Và cũng cảm ơn cô chú anh chị nha, đã xem theo dõi clip từ đầu đến giờ. Và bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây, và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ.